sân bóng lớn nhất tại Thai League 1 mùa này vẫn là Chang Arena của đương kim vô địch Buriram United. Đây cũng là một trong những sân vận động hàng đầu tại Thái Lan. Nằm ở huyện Mue Ang Buriram, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được bắt đầu xây dựng vào tháng 11 năm 2010 và chính thức khánh thành vào tháng 6 năm 2011. Chi phí xây dựng Chang Arena là 17 triệu đô la Mỹ. Sân vận động sau đó được mở rộng vào năm 2013. Tên gọi hiện tại của Chang Arena là theo thỏa thuận tài trợ. Trong khi sức chứa của sân vận động này là 32.600 chỗ ngồi.